Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã chọn Phan Thanh Thuyết trong vô số những kênh ở ngoài kia. Mình là Phan Thanh Thuyết, chắc hẳn mọi người đã từng nghe đến saffron, thảo dược saffron, thần dược saffron. Vậy theo mọi người, saffron là gì, nguồn gốc như thế nào và công dụng ra sao? Hôm nay hãy cùng Thuyết khám phá nhé. Let's go! Hoa nghệ Tây có tên khoa học là Crocus sativus, thuộc họ Dương Mỹ, xuất hiện cách đây hơn 3.500 năm ở các nước thuộc vùng Tây Á và Địa Trung Hải. Phần lớn nhị hoa nghệ Tây được thu hoạch tỉ mỉ để tạo thành saffron. Saffron hay còn được biết đến với tên tiếng Việt là nhụy hoa nghệ Tây, được mệnh danh là vàng đỏ bởi màu sắc đặc trưng, giá trị mà nó mang lại cho sức khỏe, và đặc biệt là nó đắt hơn cả vàng khi ở cùng một trọng lượng. Nghệ Tây chỉ cho hoa vào khoảng giữa mùa thu, việc thu hoạch cần phải thực hiện nhanh chóng vì sau khi hoa nở vào lúc bình minh, hoa sẽ héo rất nhanh. Vào cuối ngày, cây chỉ cho ra hoa trong thời gian từ 1 đến 2 tuần, và cứ 110 đến 150 ngàn bông hoa mới cho ra được 1 ký saffron khô. Hiện nay Iran là thủ phủ saffron, do chiếm tới 90% sản lượng saffron trên toàn thế giới, và cũng chính là nơi có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp nhất để tạo ra dòng saffron chất lượng nhất thế giới. Saffron có chứa hơn 150 hợp chất dễ bay hơi, cũng có chứa nhiều thành phần hoạt chất không bay hơi như lycopene, quercetin, carotene. Màu vàng óng ánh tạo nên màu sắc đặc trưng cho saffron khi pha với nước chính là do carotene có bên trong saffron tạo nên. Saffron có vị đắng nhẹ là do chứa dược chất bicarocarotene, hay mùi hương của cỏ khô pha chút hương mật chính là được tạo nên từ dược chất saffronol. ISO 3632 là tiêu chuẩn duy nhất của tổ chức tiêu chuẩn ISO thừa nhận để đánh giá chất lượng của saffron trên toàn thế giới. Cho nên, người tiêu dùng có thể dựa vào đó để kiểm tra được những sản phẩm saffron nào thuộc dòng thượng hạng và đạt chất lượng nhất. Và có các hạng sau: nồng độ carotin dưới 80 là dòng Busan, từ 190 trở lên một xíu thì là dòng Vân và Coni. Saffron tốt nhất thế giới là dòng có những đầu nhụy có màu hơi đỏ thẳm, được hái từ những bông hoa đẹp nhất là dòng Sagon, hay cao cấp hơn là dòng Negin, có chứa hàm lượng dược chất carotin lên đến 250. Sở dĩ saffron Negin được xem là loại sợi chất lượng và đắt đỏ vì chứa hàm lượng dưỡng chất cao, cho hương đậm và cường độ màu sắc cao. Đây cũng là phần sợi tập trung toàn bộ tinh túy dược chất của cả cây nghệ Tây. Dòng Super Negin là loại sợi saffron được chọn lọc thêm một lần nữa từ loại Negin, nên chất lượng và giá trị của nó sẽ cao nhất trong tất cả các loại saffron. Thương hiệu Behramen là thương hiệu cung cấp saffron lớn và lâu đời nhất tại Iran. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu và thương mại Tây Á là đối tác nhập khẩu trực tiếp và độc quyền phân phối dòng Super Negin của hãng saffron Behramen Iran tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á. Saffron được biết đến và tìm mua bởi những công dụng tốt mà nó mang lại cho sức khỏe cũng như sắc đẹp. Nổi tiếng nhất là công dụng cải thiện rối loạn giấc ngủ, hỗ trợ điều trị trầm cảm, mất trí nhớ, điều hòa huyết áp, cải thiện nhịp tim, hỗ trợ điều trị đau dạ dày, nâng cao năng lực phòng thê. Ngoài ra thì thảo dược này cũng còn giúp cải thiện vẻ đẹp từ bên trong, do có chứa vitamin, chất khoáng như mangan, kẽm sắt, đặc biệt là carotin, một chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ cơ thể của bạn khỏi những tác nhân của các gốc tế bào tự do, phòng ngừa ung thư. Tới đây thì mọi người chắc hẳn đã biết saffron là gì, nguồn gốc, công dụng và cách chọn mua loại saffron chất lượng nhất rồi đúng không nào? Nếu video này hữu ích với bạn, hãy like, share để nhiều người biết đến hơn nhé. À, đừng quên đăng ký kênh để được theo dõi nhiều thông tin hay về saffron nữa nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye!